Điều thứ ba, chúng ta đi vào cái phần phát triển trí tuệ. Cái cách phát triển trí tuệ trong đạo nó có những phần cạn và sâu. Cạn là quán chiếu và sâu đó là thiền định. Thứ ba, chúng ta nói đến ứng dụng trí tuệ vào tự thân. Ở mức độ cạn mới làm phát triển trí tuệ là mình quán chiếu. Mức độ sâu là mình vận dụng thiền định, công phu thiền định. Và hai cái này nó khác nhau thế nào? Thưa, quán chiếu có nghĩa là mình nhìn mọi hiện tượng, mọi sự vật. Mình còn vận dụng ý thức để khởi quán về nó. Mình nương vào thánh giáo của Phật, khởi quán chiếu. Tức là mình nhìn một hiện tượng đến với mình như hiện tượng tâm lý bên trong đi. Những cái vui, những cái buồn nó sinh khởi bên trong. Mình chưa an trú được trong cái tự tánh bát nhã để nhận biết đó, thì mình khởi quán chiếu, mình phân tích nó bằng cái ngôn ngữ thì thầm bên trong, gọi là quán chiếu. Điều này mình chia sẻ chắc các vị nhận ra được dễ đấy ha. Mình cho phép cái đầu mình nó làm việc, nó thầm thì. Đó là giai đoạn đầu của sự thực tập quán chiếu. Nhưng mà khi đã thuần thục rồi thì mình dùng cái năng lực thiền định để làm phát triển trí tuệ. Thế nào là năng lực của thiền định? An trú ngay nơi cái sự nhận biết sáng ngời của tâm thức. Nhìn thấy những cái vẩn vơ của tâm thức, của vui, của buồn, của lo lắng, của bất an nó đang sinh khởi, mình chỉ nhận diện nó thôi. Và tất nhiên một điều là cái năng lực của trực giác mình càng ngày càng bén nhạy. Đầu tiên mình nhìn thấy nó vẩn vơ, nó dạo chơi trong cái vùng trời tâm của mình. Và lâu dần, tự nhiên cái sự vẩn vơ của những ý thức, của những cảm thọ, lần lần nó bay biến đi mất. Và các vị luôn an trú trong cái trạng thái thiền định, tỉnh sáng, lóng lặng, như một loại nước trong trẻo, yên tĩnh. Thế thì dùng cái năng lực của tỉnh sáng, trong trẻo, yên tĩnh ấy, nhận diện hết các pháp đến với các vị lúc bấy giờ, không cần khởi tiếng nói thì thầm gì cả, mà tự nhiên nhìn là trực giác của ta nhận biết rất là sáng tỏ. Cần vận dụng ý thức, lúc bấy giờ ý thức của mình nó làm việc cực kỳ nhanh. Còn mình chưa an trú được trong cái trạng thái thiền định để khởi quán chiếu, để phát sinh trí tuệ, thì mình cũng có được một chút trí tuệ bằng cái năng lực của ý thức thầm thì thôi. Mà cái này thì thưa các vị, nó không thật là một. Nó làm hao năng lượng mình rất nhiều là hai. Nó không sâu sắc là ba. Nó chậm là bốn. Còn nếu mình an trú ngay nơi thiền định mà quán chiếu á, thì năng lực trí tuệ nó phát sinh, nó rất là bén nhạy. Mình trực tiếp đối phó những vấn đề, nó nhanh vô cùng, trong một chớp mắt là mình có thể đối phó được mọi khó khăn đến với mình. Mình bây giờ như một mảnh gương rất là sáng. Hình đến thì hiện hình, bóng cây đi ngang qua hiện bóng cây, gọi là an trú trong thiền định để phát sinh trí tuệ. Ví dụ thế này, ví dụ như một vị thầy giỏi tu tập sâu sắc, thì mọi câu hỏi của người ta đặt ra hỏi ông về vấn đề tu học, về mọi thứ trong cuộc đời, khi người ta hỏi ông làm gì? Cách đó là cách chậm nhất. Và cái điều đó thì nó làm cho mình rất là căng thần kinh, và mình vận dụng cái sự suy nghĩ để trả lời. Thế thì thưa các vị là có khi mình không có đáp ứng được cái tâm thức của người hỏi, cái ý định của câu hỏi. Đó là ở cái tầng rất cạn, thì phản ứng của mình nó còn rất là chậm. Mình không có nhìn bao quát tổng thể vấn đề, không có đối cơ để tiếp người được. Nếu mà bậc thầy giỏi, tâm họ đủ sáng, họ an trú trong thiền định đó, lúc không hỏi thì họ chìm trong cái trạng thái tĩnh tại, yên bình của tâm vô niệm. Lòng họ rỗng lặng sáng ở trong cái trạng thái tĩnh chứ không có động. Còn người ta hỏi mình vận dụng ý thức trả lời là động, đối với động. Còn mình an trú trong trạng thái thiền định có nghĩa là an trú trong cái trạng thái tĩnh để đối với động. Dĩ nhất biến ứng vạn biến, đó là câu nói của người xưa. Thì cái người đạt đến chiều sâu phát triển trí tuệ là người luôn an trú trong trạng thái thiền định, an trú trong trạng thái lặng lẽ tỉnh sáng của tâm.
Và từ cái vùng trời này, các vị thầy đó có thể khai triển kinh điển bằng cái tự giác của chính tự tâm của các vị, bằng cái trực giác rất là bén nhạy từ con đường thiền định phát sinh, chứ không phải là mình vận dụng ý thức nè, rồi mình sưu tập tất cả những lời bàn giải người khác để giải thích một câu kinh, không phải. Và cái năng lực phát triển của trí tuệ đến cái tầng này thì người đó nhìn vào cái vùng trời tâm của mình, an trú ngay cái vùng trời tâm tỉnh sáng của mình mà đọc kinh, giải thích, hiểu nghĩa và ứng đối với người bằng cái tâm vô niệm của thiền định như vậy. Gọi là phát triển trí tuệ ở cái tầng thâm sâu bằng cái con đường thiền định. Cái thứ ba là ứng dụng trí tuệ mình có được vào đời sống tự thân. Thưa, nếu ở từng cảng mình thành đạt được một chút trí tuệ, có nghĩa là mình nương vào kinh điển thánh giáo của Phật để mình ứng dụng nó trong cuộc sống đời thường, thì mình nhìn bằng cái lăng kính là vô thường, vô ngã, nhân duyên, mọi pháp nó đến với mình, thế thì đủ hạnh phúc một đời rồi. Thế nào là dùng cái vô thường, vô ngã, nhân duyên để nhìn cuộc đời? Một cái ví dụ giản dị thế này. Ví dụ như mình có cái cố chấp là đứa này là con của mình sinh ra, nó phải hoàn toàn lệ thuộc vào mình. Thế nhưng mà mình có thể nghĩ khác bằng cái con đường Đức Thế Tôn dạy là mọi việc đều là nhân duyên hình thành, nó đến với mình là nhân duyên đủ hội tụ, cho nên có mặt nó trong cuộc đời. Nếu mà thiếu một chút duyên gì đó thì nó ra đi, hoặc là cái duyên nó lệch sang một chút thì nó là con của ông A và B, chứ làm gì nó con của mình đâu. Nó chưa hề hứa với lòng đó là nó có mặt trong cuộc đời, nó phụ thuộc vào mình hoàn toàn. Nó cũng chưa hề hứa với mình khi nó ra đời là nó sẽ có hiếu với mình hoàn toàn. Thế thì từ cái chương trình của Đức Thế Tôn đã dạy mình lắp đặt trong cái cổ máy của tâm thức mình, thế thì các vị bấm nút thì nó ra cái nhìn về vô thường, vô ngã, về nhân duyên. Không cần làm gì nhiều mà tự nhiên mình vượt thoát được sầu bi khổ ưu não rất là dễ dàng. Đó là mình mượn thánh giáo của Phật làm cái nghĩ suy của mình, làm cái tư duy của mình, thế thì mình đã vượt thoát được bao nhiêu nỗi sầu khổ. Gọi là ứng dụng trí tuệ từng cạn vào tự thân và đời sống của chính mình. Rồi ứng dụng cái trí tuệ phát triển ở tầng cao vào đời sống tự thân, thưa các vị, là đời sống mình rất là thênh thang, như mây trời thênh thang bay thôi à. Làm mọi việc tùy duyên, duyên đến thì ứng dụng nó trong cuộc đời làm đạo, mà duyên không đến thì mình xếp chân kiết già ngồi trong góc tĩnh tu, không có cái nhu cầu phải nổi danh, không có cái nhu cầu phải làm gì để cho thiên hạ biết cả. Nếu người tu thực sự là như vậy, tùy duyên làm đạo thôi, không có bôn ba, không có chạy vài, không có lo lắng, không có bất an, mọi việc đến và đi như nước chảy mây trôi, gọi là người ứng dụng trí tuệ vào đời sống tự thân. Thứ tư là mình bàn về cái chủ đề sống với trí tuệ. Đa phần đời sống mình là mình sống với tình chứ không sống với trí. Sống với tình là sống với cái gì? Với cái vui buồn của thế nhân. Sống với những cái cố chấp hẹp hòi của tâm thức. Sống với những cái định kiến mà trời đã trao cho mình. Nói trời trao thì không có đúng, mà sống với cái định kiến mình đã quân tập nó từ bé. Và do vậy cho nên thưa đại chúng, là cuộc đời mình cứ bước ra đường là mình chuốc lấy sầu khổ thôi à. Bây giờ mình hãy thử tập sống với trí tuệ. Sống với trí tuệ là lúc nào mình cũng đem lời dạy của Đức Phật làm cái mắt kiến để nhìn vào mọi vật, mọi hiện tượng, mọi cái đến đi mất còn cuộc đời. Thế thì lòng mình rất là thênh thang. Và trong đạo Phật chia ra làm những cái tầng để sinh trưởng trí tuệ là tầng văn tự, tầng quán chiếu và tự tánh. Mình sống với văn tự trước, tức là mình học hỏi kinh điển, mình áp dụng điều đó trong đời sống của mình bằng cách nói năng, bằng cách hành xử, chia sẻ với người, gọi là văn tự. Quán chiếu là mình đạt được đến cái tầng thâm sâu của trí tuệ. Mình nhìn mọi vật, mọi việc, mọi cái hiện tượng bằng cái lăng kính của sự quán chiếu, nhận biết nhân duyên, hình thành mọi thứ, thì mình xả ly được những cái sầu bi khổ ưu não của nhân gian. Chỉ cần hai tầng này thôi là xả ly được. Xả ly được nghiệp,
nhưng mà chưa thấu đạt được, chưa đột thẳng qua cái cửa ải sinh tử để thành tựu niết bàn. Mình đạt đến cái tầng thâm sâu của tự tánh bát nhã, tức là tự tánh của trí tuệ, thì mới chứng nghiệm được niết bàn hiện tiền, chứng nghiệm được an lạc hiện tiền. Thế nào là đạt được đến cái tầng tự tánh và luôn sống với tự tánh thì chứng nghiệm được an lạc và hạnh phúc hiện tiền? Văn tự thì nó dài dòng, nó như khê. Thế nhưng mà các vị bằng cái con đường thiền định trở về thì các vị thấy chuyện này rất là dễ. Thế nào là bằng con đường thiền định trở về thì sống được với tự tánh trí tuệ? Cái gì mà mình nhận biết được, mình thấy được, mình suy nghĩ được, nó đều là đối tượng của trí tuệ mà không phải là tự thân trí tuệ. Cái gì mà mặt trời soi sáng, nó hiện ra trước ánh mặt trời, cái đó là cái không phải là nguồn ánh sáng, mà cái đó là vật bị chiếu sáng, phải không? Hành tinh nè, hạt bụi nè, những dãy thiên hà vân vân, nó sáng lên là nhờ mặt trời soi sáng, mà những cái bị mặt trời soi nó đều không phải là mặt trời cả. Còn mặt trời là cái nguồn phát ánh sáng, đúng không? Cái nguồn của đời sống ta nó vốn là vô ngã, vốn là trí tuệ nhận biết. Thế thì cái bị nhận biết không phải là ta, mà cái nhận biết chính là ta. Cái nhận biết là cái gì? Là cái tự tánh vô ngã, là cái niết bàn tự hữu, là tâm Phật bất động, hay là cái trạng thái vô sinh bất diệt nơi chính căn vị. Mình thử nhìn cái hình hài này của tôi, vui buồn của tôi, sự suy nghĩ của tôi. Thế thì cái tôi là cái gì? Không có tên, phải không? Cái gì có tên là cái đó của tôi. Cái gì không có tên, không có thể trình ra trước mắt để mình thấy, cái đó là mình chứ. Cái gì mình thấy là không phải mình, là mà là đối tượng thôi. Còn ta là cái thấy. Thế thì từ cái điều đó, cái chỉ quy chiếu vào bên trong, cái nhận biết của các vị, nó không đầu, không đuôi, không sinh, không diệt, không đến, không đi, không hình, không sắc, không ngắn, không dài, không phải, không quấy. Mọi cái không đều có nó bên trong. Nó không phải là cái gì cả, mà nó là cái tạm gọi là cái nhận biết, cái tánh nhận biết sáng ngời đang có trong các vị. Các vị đang sử dụng từng phút, từng giây, chưa lúc nào rời cả. Nó thấy vui buồn, nó thấy sự suy nghĩ, phải không? Tôi thấy hình hài này là của nó, và quay về an trú được ngay nơi cái chỗ ấy, cái chỗ nhận biết sáng ngời đó, thì ta gọi là an trú ngay nơi tự tánh trí tuệ, gọi là người sống được với trí tuệ. Hay một cái từ khác, nó gợi cho chúng ta rất là nhiều cảm hứng, là sống được với cái tâm Phật bất động, sống được với cái tự thể chân thật của chính mình, sống với cái bản lai diện mục thực của mình, hay là an trú trong niết bàn vĩnh tịch cũng đúng nữa. Đó là trạng thái niết bàn. Trạng thái niết bàn vốn là không, vốn là rỗng lặng, nhưng mà chiếu sáng, nó vô ngã, nhưng mà là có niết bàn. Sống như thế này là sống ở tầng cạn, sống ở tầng này là tầng trung bình, loại trừ được khổ đau. Nhưng mà cái tầng thật sự chấm dứt con đường lang thang vô định của ba cõi sáu đường là phải sống vào ngay cái căn bản của tự thể niết bàn, ngay cái tự tánh trí tuệ của chính chúng ta. Và cái này ai không có? Thưa mọi sinh linh trên hành tinh này ai cũng có cả. Các vị đều có cái nhận biết giống như Đức Thế Tôn. Có điều mình quên, cho nên mình thấy mình là vui, mình thấy mình là buồn, mình thấy mình là nỗi bất an, mình thấy mình bị dày dò khổ sở. Chỉ cần mình lui lại, mình an trú ngay nơi cái sự nhận biết, thì tất cả những cái ấy đều là cái bị thấy, mà ta là cái thấy. Mở mắt cũng thấy, nhắm mắt cũng thấy, thức cũng thấy, rồi sẽ tới lúc các vị ngủ các vị cũng thấy nữa. Cái này có phải là cái thức không ạ? Tiếng Mỹ gọi là consciousness. Đâu không phải. Thức nó còn nằm ở tầng cạn. Dạ, dạ, cái này tầng sâu hơn. Và thưa đại chúng, là mình sống được với trí tuệ, cái tầng thâm sâu nhất là sống được với tâm Phật bất động của các vị. Và tới điều cuối cùng chúng ta muốn nói là hiến tặng
trí tuệ cho người, hiến tặng mà không có hiến tặng gì cả. Khi đời sống của ta mà thành đạt được cái con đường trí tuệ, thế thì tự mình nở ra như một đóa hoa, hương thơm nó tự tỏa ra. Người ta đến với mình, người ta hưởng được mùi hương, không đến thì thôi. Chứ mình không có dí mùi hương vô mũi người ta, bắt người ta phải ngửi. Không có cái chuyện đó. Không có cái chuyện đà cổ ai biểu họ phải giác ngộ cả. Giác ngộ là cái chuyện tự nhiên của đời sống mỗi con người. Khi trình độ tâm linh họ được nâng cao thì họ đạt đến cái chiều kích đó thôi. Và do vậy cho nên thương chúng sinh, nhưng mà cũng rất là bất cần. Tại vì mình thương mình dạy hết lòng, nhưng mà chuyện tu hay không là chuyện của ảnh, nhưng mà chuyện của mình. Mình truyền đạt chia sẻ hết nỗi niềm, nhưng mà cái chuyện họ tu hay không tu, họ muốn loại bỏ phiền não hay họ muốn gánh lấy phiền não của đời họ thì chuyện đó chuyện của họ. Và thiền sư, thưa các vị, làm việc một cách thông dong như vậy, duyên chúng sinh đến, có thể đến với mình thì mình giúp họ, còn không đến quay lưng thì thôi, không có ép buộc, không có áp đặt bất cứ một ai. Chân lý nó ngang tầm thế này, mình phải vươn lên để thành đạt, chứ chân lý không hề hạ xuống. Các đức Thế Tôn trao cho chúng ta những cái phương thuốc tuyệt vời để cắt đứt con đường tử sinh, thế nhưng mà chúng sinh có chịu đến với Ngài, tu học giáo pháp của Ngài, nâng trình độ tâm thức hay không là tự mỗi chúng sinh. Kể cả ngày xưa khi thấy thành Ca Tỳ La Vệ sắp chìm trong biển máu, Đức Thế Tôn làm hết sức mình, cản ngăn Tỳ Lưu Ly Vương 3 lần không được, Đức Thế Tôn mỉm cười cho công việc nó cứ tới rồi, không hề vận dụng cái phương sách gì để cản cái nghiệp lực của chúng sinh cả. Và từ cái điều này trở lại vấn đề hiến tặng trí tuệ, thưa các vị, một bông hoa nó nở bên đường là thời tiết nhân duyên đến, nó nở bung ra. Và người ta ngắm hay không ngắm là chuyện của người. Tự thân nó, thời tiết nhân duyên đến là nó cứ nở. Ta cũng thế, mình tu tập thành đạt trí tuệ tự thân, mình nở ra, gọi là hiến tặng. Nhưng mà bản thân của người đó không hề nghĩ là mình hiến tặng điều gì cả. Cái sự thành đạt của những nhà khoa học, họ khám phá ra những cái chân lý, họ đóng góp cho cuộc đời, họ không hề kể ơn, không hề làm cái điều gì để cho thiên hạ ghi bản đồng, để tôn vinh họ cả. Và có những người, thưa các vị, cái công trình đóng góp của họ cho nhân loại lớn vô cùng, họ đến họ đi rời hành tinh này rất là nhẹ, như một chiếc lá rơi thôi à. Không hề có đình đám lễ mễ cần người suy tôn, cần người tôn vinh, cần người vinh danh gì đâu. Đó là cái điều rất tự nhiên thôi. Cho nên cái điều đầu tiên ta nhận biết là hiến tặng trí tuệ cho người là điều rất tự nhiên. Thành đạt trí tuệ rồi, tự nhiên cái sự dâng hiến nó có mặt trong con người đó, chứ không cần phải làm gì thêm cả. Và cái điều thứ hai mình chia sẻ là muốn hiến tặng, anh phải có cái gì trước? Anh phải có trí tuệ anh mới hiến tặng được. Anh muốn cho người ta, anh phải là người có của mới cho được. Cho nên cái điều quan trọng nhất của đời sống con người, thưa các vị, tự mỗi người mình phải cố gắng làm thế nào để nuôi dưỡng phát triển cái phẩm chất trí tuệ bên trong. Và mình lặp lại, người mà nuôi dưỡng được cái chất trí tuệ phát triển càng cao thì đời sống tâm thức của họ càng thoáng đãng, càng mênh mông. Con người mà đạt đến cái chiều kích cao nhất của trí tuệ, con người đó tự thân của họ rất là vị tha, rất là vô ngã. Họ cảm thấy con người họ là con người không hề mang quốc tịch, màu sắc tôn giáo hay là đặc tính dân tộc gì cả, mà con người có mặt trên hành tinh này làm mọi việc vì con người, chứ không phải là vì dân tộc, vì quốc gia, vì niềm tin tôn giáo, vì chủ thể chính trị gì cả. Và tự thân của bản chất trí tuệ nó nâng cao đời sống con người rất là lớn, và nó là một cái loại kim cương hiếm quý nhất trong cuộc đời. Và mình đều có khả năng thành đạt con đường trí tuệ này. Và khi ta muốn hiến tặng điều gì đó cho người, cái điều đầu tiên cần phải nhớ là mình phải có điều đó. Và điều đó nó nằm sẵn trong các vị. Chúng ta đều sở hữu kho tàng trí tuệ nơi tự thân. Có điều mình có chịu thui nó ra để xài không mà thôi. Đó là vài điều mình chia sẻ về cái năng lực hiến tặng trí tuệ cho người. Và cuối cùng chúng ta có một cái kết luận cho cái bài kinh này.
học mất 3 buổi rồi mới đi đến cái kết luận này. Các vị ôn lại mấy điều này: một, lòng tin; hai là thực tập chánh pháp; ba là hương vị của sự thật; bốn là năng lực trí tuệ. Bốn điều này là cái kho tàng tự hữu. Mỗi người chúng ta đều có cái kho tàng này. Mình phải tận dụng cái đời sống, cái thời gian có mặt trên cuộc đời, khai thác cái kho tàng tự hữu của chính ta, để có khả năng là làm đời sống mình thăng hoa. Có hai điều thăng hoa khi mình khai thác được kho tàng này. Điều thứ nhất là mình thăng hoa được trí tuệ. Thứ hai là cái chất liệu từ bi nó cũng cùng có mặt khi kho tàng trí tuệ này được khai thác. Và mình làm được hai điều này, mình mới hoàn thiện được cái phẩm chất, cái đời sống của một con người không phí phạm. Bằng không thì mình sống lao sao trong cuộc đời. Mình đến hành tinh này, mình ôm một kho buồn phiền dẫn tức bất an, rồi mình ra đi, mình ôm luôn cả cái kho đó vào cái cõi giới mông lung, rồi mình trở lại trong cái tình trạng nặng nề của cái kho chứa thì rất là tội nghiệp. Cho nên phải tự phát triển đời sống mình, nâng cao đời sống trí tuệ từng ngày, nâng cao cái lòng yêu thương từng ngày, để hoàn thiện một kiếp sinh linh có mặt trên hành tinh. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là, thưa đại chúng, là không có cái sự nghiệp nào lớn bằng sự nghiệp trí tuệ cả. Trong đạo thì có cái từ là duy tuệ thị nghiệp. Cái sự nghiệp trí tuệ nó vượt biên giới quốc gia. Nó là cái kho báu mà dân tộc nào, đất nước nào, văn minh chậm tiến gì cũng trân quý cả. Cho nên ta hãy lấy cái trí tuệ làm sự nghiệp của một đời sống của chính ta. Mình nuôi dưỡng trí tuệ mình bằng cái con đường học tập từng ngày, quán chiếu tu học từng ngày, và sống được với cái kho tàng trí tuệ, tức là cái kho tâm Phật bất động của mình từng ngày. Và hứa rằng trong một đời này, lấy cái này làm sự nghiệp của một đời tu của chúng ta. Dù đó là tu sĩ hay là cư sĩ, mình đều có thể phát triển cái sự nghiệp trí tuệ này cho đến tận cùng của nó, để thành đạt cái con đường Niết Bàn. Và thưa, xin dừng ở đây, chấm dứt bài học ở nơi đây. Xin cảm ơn các Phật tử. Bây giờ xin kính mời các vị đứng lên, chúng ta hồi hướng cho có hùng lực đây. Nguyện đem công đức này
ở trong kinh Lăng Già, quý vị mà đọc mấy câu đầu nghe rất là hay. Mình hay dẫn vài ba câu kinh Lăng Già để cho các vị làm quen đó. Không biết ở đây có ai nhớ không? Lăng Già có những câu là: thế gian ly sinh diệt, du như hư không qua, trí bất đắc hữu vô như hương đại bi tâm. Thế gian ly sinh diệt, du như hư không qua, đa phần quý thầy khi làm lễ nhập liệm cho những cái tang ma lễ lược á, thường thường giọng tích trưởng người ta khai thị câu này: thế gian ly sinh diệt, du như hư không qua, trí bất đắc hữu vô như hương đại bi tâm. Tức là mình khởi cái trí tuệ quán chiếu, xa lìa được sống và chết, sinh và diệt ở nhân gian, và quán chiếu tất cả pháp hữu vi giống như là qua đốm với hư không, và thành đạt được cái trí tuệ xa lìa được có và không, mới hưng khởi tâm đại bi. Dài dòng như thế, nhưng mà có thể nói gọn lại như thế này: anh đạt được cái tuệ quán tánh không của các pháp, rồi anh mới có thể hưng đại bi tâm làm Phật sự được, đạt được vào nguồn cội của các pháp, tự tánh vốn là không, sau đó mới khởi đại bi tâm hoằng pháp lợi sinh vân vân. Thì từ cái nền nhìn được các pháp là không, hưng khởi đại bi tâm là mới làm được Phật sự. Và mình chưa đi ngang với cái tầng của quán chiếu muôn pháp tự tánh vốn là không mà hưng đại bi tâm, thì coi chừng bị vô minh phiền não giấy khởi, Phật sự nó không có trọn vẹn, không có viên thành, và có thể vướng vào cái dòng lợi và danh. Đó là cái câu mà trong kinh Lăng Già, mở đầu kinh Lăng Già, Bồ Tát Đại Huệ khen Đức Thế Tôn một câu như vậy. Sẽ có cơ hội chúng ta đi vào những cái câu kinh rất là hay như thế này: thế gian lìa sinh diệt, giống như qua hư không, trí bất đắc hữu vô mà khởi đại bi tâm. Đó là mình chia sẻ cùng các vị các cái nguồn trí tuệ. Nhi hưng đại bi tâm. Thế gian ly sinh diệt, du như hư không hoa, trí bất đắc hữu vô, nhi hưng đại bi tâm. Và mình gợi ý nơi đây các vị nên dở cái quyển kinh Lăng Già đó, biên một cái đoạn thi kệ ban đầu học thuộc lòng rất là hay. Nó tới 20 mấy đoạn như thế này thì phải. Hay lắm. Học lần lần đi để mai mốt mình học kinh Lăng Già. Đâu có biết được. Đạo tràng mình ổn định rồi cái mình học kinh Lăng Già. Điều thứ hai chúng ta bàn đó là những cái căn bản để sinh khởi trí tuệ. Những cái nền tảng rất là căn bản để từ đó mình làm cho sinh khởi trí tuệ nơi chính tự thân mình. Hy vọng là ở đây có vài người có thể viết chữ Hán vô được. Viết vô cho vui. Và mình chia sẻ thêm điều này, thưa các Phật tử, là học không bao giờ dư. Các vị nên học thêm một ngôn ngữ, chẳng hạn như có thể có cái lớp học nào đó học chữ Hán đó, mình nên học đi. Rất là hay. Thực ra có một cái môi trường, có một cái môi trường nó ổn định, nó thuận lợi á, thì chúng ta cũng nên có một lớp chữ Hán cho các Phật tử học cũng tốt lắm. Mình học thuộc lòng văn bản, mình nói chuyện bên ngoài chút xíu cho vui. Mình lên trên Xá Lợi mình chạy học á, trước cái giờ dạy của mình là một thầy Miến Điện, thầy dạy chắc là dạy Bali hay là dạy ngôn ngữ Miến Điện gì đó mình không rành, nhưng mà vui lắm. Phật tử đa phần cũng có một số người rất là trẻ, và mình hình dung được cái lớp học nó giống như cái lớp học ABC ở Việt Nam vậy. Ông chỉ ông đọc rồi đọc theo rồi, rất là vui. Và ở đây thì
Khi mà mở được cái lớp chữ Hán cho các Phật tử học, mình nghĩ cũng rất là vui. Giản dị nhắc một điều là các vị tập viết chữ là đã vui rồi. Bây giờ đa phần đã là ông là bà hết rồi, bây giờ bắt đầu học ABC lại, học đánh vần từng chữ. Kiếp này với kiếp sau anh nữa, anh làm tao thối tâm Bồ Đề. Các vị mà học thêm được tiếng Hán nữa thì rất là hay. Mình đi vào những cái văn bản kinh của Đức Thế Tôn dạy ngày xưa, rồi rất là nhiều tác phẩm thi ca bằng chữ Hán. Ngâm một bài thơ tiếng Tàu cũng đủ thích rồi. Và thông thường thì người Trung Hoa mà đọc thơ tiếng Hán không có hay bằng cái âm Hán Việt của mình đọc thơ Hán. Ví dụ như bài thơ nổi tiếng ai cũng biết là bài Phong Kiều Dạ Bà của Trương Kế đó. Ở đây không biết anh Tầm Kiên có thuộc không? Thuộc thế hệ già. Nguyệt lạc ô đề sương mãn thiên, giang phong ngư quả đối sầu miên, cô tô thành ngoại hàng sơn tự, giả bán chung sinh đáo cách thuyền. Cái bài đó nếu mà đọc bằng âm Quảng Đông hay là âm Bắc Kinh gì đều không hay cả, nhưng mà âm Hán Việt rất là hay. Và Tản Đà dịch bài đó cũng hay, đều không lột được hết ý thôi. Trăng tà tiếng quả kêu sương, lửa chài cây bến sầu vương giấc hồ, thuyền ai đổ bến cô tô, nửa đêm nghe tiếng chuông chùa hàng sơn. Cái câu không hay á, Tản Đà dịch chưa lột hết ý là bán dạ chung thinh đáo khách thuyền. Cái âm nhạc của nó thì không bằng nguyên âm rồi, nhưng mà cái ý của câu thơ Trương Kế bán dạ là nửa đêm chung thinh đáo khách thuyền, là cái tiếng chuông nó đi đến thuyền của người khách, người lữ khách. Nhưng mà Tản Đà thì chỉ dịch được là nửa đêm nghe tiếng chuông chùa Hàng Sơn thôi, mình lắng nghe cái tiếng chuông ở xa xa thôi, chứ tiếng chuông nó không có đi đến thuyền của ông được, không đến tai ông được. Nó thua người ta một chữ thôi, thua một chữ là thua nguyên bài. Thưa, mình đi vào cái phần này, chúng ta có hai phần để đi vô những căn bản sinh khởi trí tuệ. Có hai điều làm nền tảng để sinh khởi trí tuệ: một là quán nhân duyên, thứ hai là thấu đạt tánh không. Và cái điều này Đức Thế Tôn giải rất là rõ. Người mà ít trí tuệ mà muốn phát sinh trí tuệ thì phải vận dụng quán nhân duyên thì phát sinh trí tuệ. Ở mức độ cạn nhất là thế này: thông thường mình cứ đinh ninh những cái điều mà mình tiếp xúc được, như hiện tượng vật chất, hay là những khái niệm trừu tượng trong đây, hay là những cái nó được cuộc đời thẩm định và có giá trị hẳn hoi, thì mình bằng lòng với những cái điều mình tiếp xúc. Mọi hiện tượng vật chất, đất trời, thiên nhiên, hay là những cái khái niệm, những ý niệm cơ bản gì nó sinh khởi, mình đều nghĩ là việc đó đã hoàn thiện, không cần khai thác gì cả. Thế nhưng mà nếu mình dùng cái lăng kính quán nhân duyên mà nhìn thì thưa, nó không phải như vậy. Mọi cái đều đang mở ra mời gọi các vị đi vô. Và các bậc thầy chúng ta không phải các ông học với ai mà các ông giỏi cả, mà các ông làm mỗi việc là quay trở về quán chiếu những cái sinh khởi trong bản thân của các ông. Những cái các ông tiếp xúc như hiện tượng đất trời, cỏ cây hoa lá, con người, hay là mọi khái niệm trong kinh điển sách vở đến với các ông, thì các ông đều vận dụng cái quán nhân duyên để nhìn nó, phân tích nó. Ở mức độ cạn là vận dụng tri thức nhìn, phân tích, đánh giá, đối chiếu, vân vân. Và từ cái điều đó nó phát sinh trí tuệ. Trí tuệ phát sinh nghĩa là nó có hai ba điều phó sản phát sinh theo. Trí tuệ phát sinh nghĩa là cái khả năng lý luận của người đó sẽ giỏi, khả năng trình bày người đó sẽ mạch lạc, chỉ vậy thôi. Họ nói hay không có nghĩa là họ học thuộc lòng những điều của người khác nói. Nói hay nghĩa là họ vận dụng tư duy của chính họ, họ phân tích, họ lý giải.
Và Cộng sản Trung Quốc họ có cái từ là điều nghiên tổng phổ đó. Các vị biết cái từ đó chứ hả? Điều tra, nghiên cứu, tổng kết rồi mới phổ biến sao? Cái con đường quán nhân duyên của Đức Phật thì không có cần điều tra gì cả, mà nhìn vào đối tượng mình tiếp xúc, như đối tượng thiên nhiên, như cỏ cây hoa lá vân vân, hay là một dòng suối, một câu nói của con người, một cái tính khí khó chịu một con người mà mình tiếp xúc được, mình đều vận dụng quán nhân duyên để biết là mọi nhân duyên của cuộc đời nó trùng trùng điệp điệp nó hình thành. Một cái sự khó thương người kia không phải là tự nhiên họ có, mà nó do nhiều tác động, nhiều nhân duyên hình thành con người kia. Và từ cái quán nhân duyên này, thưa đại chúng, là mình đi vào chiều sâu nó thì mình thấy rõ là đầy tuệ giác. Thế nào là đầy tuệ giác? Không hề có một sự vật gì trên nhân gian này mà tự nó sinh ra, tự nó hình thành, tự nó độc lập cả. Ví dụ ở chiều trung bình thôi, chưa phải là chiều sâu, thì các vị nhìn thấy là mọi hiện tượng thiên nhiên chưa có cái gì mà nó tự sinh ra, nó độc lập, nó giữ nguyên cái thực tính của nó, không hề có. Mọi cái đều do mọi nhân duyên hiệp lại để hình thành. Cho nên không hề có cái chủ thuyết gì mà làm cho chúng ta có thể bị mê hoặc cả. Ta nhận diện cái điều đó nó xảy ra là do nhiều nhân duyên trùng trùng hợp lại để có mặt. Và ví dụ như Đạo Phật sinh khởi nó cũng đi theo cái con đường như vậy. Đức Thế Tôn ra đời trong hoàn cảnh xã hội như vậy, trong cái tư trào tư tưởng nó đang bóp chết tâm thức con người, cho nên sinh ra một bậc vĩ nhân vùng vẫy để thoát khỏi các cái nền tư tưởng đang đè nặng, đang áp đặt trên một cái dân tộc Ấn Độ. Cho nên mọi triết thuyết của xã hội nó đều đi theo con đường là nhân duyên hình thành, nhân duyên thuận tác động, nhân duyên nghịch để làm nó bộc phát. Và từ cái điều này mình nhìn ra là thưa các vị, không hề có một cái sự độc lập hay là tự tánh đặc biệt của một pháp nào trong nhân gian. Ví dụ một bông hoa có mặt, nó không có giản dị là từ cái hạt mầm của cây bông mà có thể được thành một bông hoa. Nhân quả một chiều rất là thuận như thế thì không bao giờ có. Có khi mình gieo một cái hạt mầm cây bông, nhưng mà nếu thiếu những cái tăng thượng duyên, nếu thiếu những cái duyên bảo trì, thế thì kiến nó tha cái hạt nó đi mất. Rồi hạt nó lên mầm mà thiếu cái điều kiện chăm sóc nước non bằng tay con người thì cái bông hoa nó không có nở. Và nếu cái bông hoa nó có mặt, thế nhưng mà đâu phải tự nhiên nó nằm ở trên bàn chúng ta, nó nhờ những cái nhân duyên của người đem tới chợ bán, rồi nó nhờ những người đến nó mua về, vân vân. Và nó thiếu một chút duyên, ví dụ như trên con đường bưng chậu bông vô đây, dọc đường người ta đánh rơi nó vỡ đi thì nó cũng không có hình thành được. Và mọi duyên nó hợp đủ, thế nhưng mà nó thiếu một cái duyên bé nhỏ là một cái bấm tay con người đi vô thì nó cũng không có mặt. Ví dụ như ta có cái bật lửa đầy ga, có đá và mọi cái bộ phận đều tốt, thế nhưng mà thiếu bàn tay con người bấm vô thì đâu có lửa. Cho nên mình quán nhân duyên nghĩa là từ đây mình nhìn mọi việc đều phát sinh do trùng trùng nhân duyên hội tụ. Thế thì tự nhiên tâm thức của các vị, điều thứ nhất là nó phát sinh trí tuệ rất là dễ. Trí tuệ đây không có nghĩa là mình dùng nó để lý luận phải quấy gì với người. Trí tuệ đây có nghĩa là mình dùng cái quán nhân duyên để mình loại trừ những cái cố chấp của tâm thức mình rất là dễ. Mình sẽ không cố chấp là tại sao như thế này, tại sao như thế nọ, tại sao như thế kia. Mình loại trừ những cái phiền não, cái cố chấp của mình từ ở từng rất cạn cho tới cái từng thâm sâu. Đó là cái hiệu quả đầu tiên do cái quán nhân duyên nó trao cho chúng ta sinh khởi trí tuệ. Mình lặp lại, sinh khởi trí tuệ đây không nghĩa là mình phát triển tuệ giác để lý sự gì với ai, mà sinh trưởng trí tuệ nghĩa là vận dụng cái công năng của trí tuệ để phá vỡ thành trì cố chấp của chính chúng ta, để làm cho phiền não, khổ đau, bất an, sầu tủi từ bên trong ta nó rơi rụng. Đó là cái con đường sinh khởi trí tuệ ban đầu từ quán nhân duyên hình thành. Cái thứ hai, thấu đạt tánh không, tức là từ cái từng cạn của quán nhân duyên chúng ta đạt được tự tánh của các pháp vốn là không.
Tại sao mình phải thấu đạt tánh không? Thưa, mình đạt được tự tánh của các pháp vốn là không rồi thì mình sẽ loại trừ được cái cố chấp, nó vốn là cái nguồn cội sinh ra bao nhiêu phiền não của đời người. Mọi cái nỗi khổ của nhân gian nó được sinh ra từ cái chấp có của chúng ta mà hình thành. Ví dụ thế này thì các vị thấy là mình thấu đạt tánh không, mình loại trừ được phiền não. Tôi đem tôi ra ví dụ nó rất là dễ tại vì tôi có kinh nghiệm. Ví dụ như bản thân tôi, ở Việt Nam thì tôi thuộc về ông thầy lớn, trụ trì một tự viện. Đồ tôn đệ tử nó sợ một phép à. Thế nhưng qua đây rồi luyện mình vào đời sống của đại chúng ở Lộc Quyển chẳng hạn, thế thì mình không phải là ông trụ trì, mình cũng không phải là vị thầy lớn nhất đó. Hà lạp mình lớn, tuổi đời mình lớn, thế nhưng mà trong dòng chảy của tu viện Lộc Quyển á, mình không phải là người sinh ra từ truyền thống Hoàng Mai. Mình vốn là một cái nhánh chùm gửi ghé vào đại chúng đó, đó. Có phải vậy không? Đây là cái ví dụ để các vị có thể nhìn lại sự cố chấp của mình. Bao giờ nó cũng gây cái tội tình và nó làm khổ mình cả. Các vị thấy là nếu mình cố chấp mình là người lớn thì tự mình chuốc phiền não, chuốc khổ đau. Rồi người ta sống trong tập thể đại chúng thì người ta rất là vui, rất là hài hòa. Mình sống trong đó thì mình tủi thân, mình hờn, mình giận, mình trách trời, trách người, vân vân. Rõ ràng là mình chuốc khổ cho chính bản thân mình. Có phải vậy không? Đó là từ bản thân mình dùng một cái ví dụ để các vị thấy. Rồi trở lại đời sống của các vị như cư sĩ ở đây. Ai cũng biết là đời sống ở Mỹ cái thì giờ nó rất là căng thẳng, rất là chật chội. Mình không đòi hỏi thì giờ con cái mình nó phải phục thị mình, nó thân tình, nó gần gũi mình giống như Việt Nam được. Nó lớn rồi thì nó chắp cánh, nó bay xa. Cái áp lực xã hội rất là nặng. Đồng tiền của Mỹ nó rượt đuổi sau lưng chúng ta. Chúng ta không có thể nào mà có một cái nhu cầu giống như ở Việt Nam là chồng chúa vợ tôi, hoặc là con cái nó phải hiếu thuận, nó gần gũi mình, không thể đòi hỏi gì được. Thế mà mình mang cái tâm thức rất ư là Việt Nam, mình áp đặt trong đời sống ở Mỹ thì mình làm khổ ai trước? Khổ mình, khổ người thân mình, khổ con mình. Bao nhiêu đứa con và bao nhiêu đứa bị hành hạ. Rõ ràng là mình hành hạ nó, rồi mình cũng cảm thấy mình bị cay đắng trong lòng. Cho nên đầu tiên cái triết học về tánh không này nó cho chúng ta một cái quà tặng, đó là mọi việc không hề có cái gì bản chất cố định bên trong cả. Ta hãy tùy thuận đó, ứng dụng nó được trong đời sống. Tức là mình sống nơi môi trường nào cũng được cả. Môi trường nào mình cũng làm cho đời sống mình hạnh phúc cả. Đó là cái mức độ thành đạt cao nhất của quán về tánh không. Lúc nãy mà thầy nói như vậy để con sợ mai mối vào trong tương lai các Phật tử nghe tưởng là chắc thầy sống lượng nguyện thì khổ lắm, tại bị đi quá anh ấy chắc phải nói thêm cái đoạn sau là thầy rất là thông dân, thầy bỏ đi, thầy bỏ từ Việt Nam, thầy bỏ cái chức trụ trì mà qua đây, thầy rất là thông dân, thầy đi lúc nào thì đi, muốn tới vườn nào thì tới, phải nói rõ như vậy mới được không đấy bà con đạo tưởng là thầy muốn thầy đã nói là tánh không rồi đâu thật cả gì nữa. Thưa các Phật tử, là nó có những điều rất nghịch lý nha. Cái nghịch lý đầu tiên á, mình nói chút chuyện cho vui, đó là mình ở Việt Nam mình bị đệ tử mình nó ràng buộc đủ điều, mình cảm, mình bệnh, mình muốn nằm cho yên một mình thở thoi thóp không có được, ba bốn chú nó vô nó dần mình tả tơi hết. Rồi qua đây mình được cái hạnh phúc nhất, đó là mình ưa ăn thì mình đi ăn, còn không ưa ăn là mình nằm đắp mền thiêm thiếp, đó là không ai buồn kêu ăn hạnh phúc hạnh phúc chứ. Rồi mình có những ngày bệnh cái mình cũng nằm đắp mền nằm thiêm thiếp đó, mình không buồn uống thuốc mà cũng không buồn nói ai biết, ai hỏi nó bữa nay mệt thôi với thầy đi dùng đi.
rất là nhẹ nhàng, là mình lại cảm thấy hạnh phúc. Có những trường hợp mà người ta gặp cái hoàn cảnh như thế thì họ rất là tủi thân. Tôi không biết các Phật tử có tủi thân như vậy hay không. Mà riêng tôi thì khi tôi mệt, khi tôi bệnh và tôi được nằm một mình để thưởng thức cái bệnh của chính hình hài mình lại là điều hạnh phúc. Mình cứ nghĩ là hình hài này nó bệnh, không biết nó đã lúc nào. Cho nên mình cảm thấy là những ngày bệnh là những ngày để cho mình miệt mài công phu tu rất là tốt. Lâu lâu nên có một lần bệnh để chiêm nghiệm cái vô thường của đời người, để cảm thấy cái chết nó cận kề, để lo tu. Cho nên mình dùng những cái ví dụ như vậy để chia sẻ cùng các vị. Tuy nhiên là đời sống mình ở đâu mình cũng thấy ở đó là nhà cả. Đi rời Việt Nam 5 năm rồi chưa hề nhớ chùa. Rồi có người nói chắc mình nhớ bà cụ mình. Thưa thật, mình cũng không nhớ bà cụ mình gì cả. Mình nghĩ là những việc đáng làm mình đã làm cho bà rồi, cho nên cứ đi thông dong thôi. Và lâu lâu gọi điện thoại về còn chọc bà hỏi chứ má có sợ chết không. Bà nói sợ chứ sao không sợ thầy. Mình cười ngắt, nói sống 80 tuổi rồi thì còn gì đâu phải sợ. Và đó là đôi điều mình chia sẻ để các vị thấy là thực ra mình có cái quan niệm về đời sống nó đủ thông dong thì ở nơi nào cũng được cả, không cảm thấy buồn phiền tủi thân gì cả. Ví dụ như mình không ở Mỹ được, về Việt Nam cũng hạnh phúc chứ đâu có gì đâu mà phải phàn nàn. Rồi nếu trên đất nước này còn cái điều kiện để làm đạo, duyên còn để gắn bó cùng các Phật tử để học câu kinh tiếng Pháp của Phật thì mình ở. Mà duyên đã hết thì mình cứ thông dong mà về thế thôi. Ba cõi là nhà, không có gì phải bận tâm cả. Và thưa mình nói một vòng như thế để trở lại vấn đề. Thấu đạt tánh không ở mức độ cạn, đó là mình xả ly được những cái cố chấp, những cái định kiến của mình về mọi vật, mọi hiện tượng của đất trời. Thấu đạt tánh không ở cái tầng thâm sâu, đó là mình biết tự thân của ta vốn là vô ngã. Và mình phải đi ngang qua cái tầng vô ngã để mình tiếp xúc được tự thể niết bàn. Chứ bằng không thì mình chưa đi ngang qua cái tầng tánh không mà mình nói đến Phật tánh, nói đến chân tâm, nói đến bất sinh bất diệt thì coi chừng cái nghiệp thức mình nó chưa có đủ sạch, cho nên mình đạt đến cái chỗ chân ngã nó không phải dễ. Đó là một. Thứ hai là mình rời cái cố chấp của ngã phàm phu, mình lại có cái cố chấp của Phật ngã nữa, thì nó không khác gì ngoại đạo. Cho nên phải đạt ngang cái tầng của tự thể ta vốn là không. Cái tầng này nó rất là quan trọng. Người xưa có nói một câu là chưa ngộ đạo thấy nước là nước, núi là núi. Ngộ đạo rồi 20 năm thấy núi không phải là núi, nước không phải là nước. Rồi cái cuối cùng bước qua cái ngưỡng cửa đó mới thấy lại nước là nước, núi là núi, là như vậy. Tức là ta phải đi vào cái tầng của thấu đạt tánh không này. Cái chiều dài thời gian nó gấp nhiều lần, nó xa vô cùng. Có khi mình tu vẫn vơ chơi thì một đời mình phải đi vào cái cửa ngõ này, rồi cuối cùng mới thành đạt được cái con đường tuệ giác. Và cái đặc biệt của truyền thống mật thừa, tức là cái truyền thống của các vị Lạt Ma, thưa đại chúng, là các ngài đó đều học trung luận của ngài Long Thọ, học rất kỹ. Bản thân của ngài Đạt Lai Lạt Ma, ngài mất 10 năm để chiêm nghiệm trung luận, trung quán luận của ngài Long Thọ. Và ngài nói là mãi cho tới bây giờ, trong suốt cuộc hành trình châu du đây đó, ngài vẫn đem cái nền tảng tánh không ra để ứng phó với mọi việc. Cái công trình làm đạo của ngài, cái công trình mà ngài hoằng pháp khắp đó đây, kể cho tới hôm nay, ngài là người mất nước, sống ly hương rất là lâu, chưa từng có quê hương để hướng về, một cụm dân cư Tây Tạng ở đầu trên đất nước Ấn. Thế nhưng mà ngài không có nản lòng trên con đường làm đạo và luôn sống với niềm vui là nhờ cái nền tảng thấu đạt tánh không này. Cho nên các vị lưu ý là cái con đường này, con đường ngàn thánh phải đi qua. Và mình nhớ là quán chiếu tầng cạn là quán nhân duyên, quán chiếu tầng thâm sâu là thấu đạt được vào tự thể ta vốn là không, không có bản ngã trong đây. Cái điều này rất là quan trọng.
Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 2 năm 2008. Chúng ta đã học một cái bài kinh được trích từ trong Tiểu Bộ Kinh Nguyễn 1, trang 521. Và cái chủ đề của bài kinh này chúng ta học hai lần rồi. Chủ đề nó là đi giữa nhân gian. Hôm nay là buổi học thứ ba. Hy vọng là lần này mình học xong. Nguyên nhân của bài kinh này đó là có một dạ so hỏi Đức Thế Tôn: ở đời tài sản gì tối thắng cho con người? Cái gì khéo thực hành đem lại chân an lạc? Cái gì trong các vị là vị ngọt tối thượng? Nếp sống như thế nào gọi nếp sống tối thắng? Và Đức Thế Tôn đã dùng một bài kệ đáp như thế này: ở đời này lòng tin tối thắng cho con người. Cái gì khéo thực hành đem lại chân an lạc? Chánh pháp khéo thực hiện đem lại chân an lạc. Sự thật trong các vị là vị ngọt tối thượng. Nếp sống với trí tuệ là nếp sống tối thắng. Và mình ôn lại, có bốn điều trong cái bài kinh ngắn này Đức Thế Tôn dạy. Điều thứ nhất là lòng tin. Điều thứ hai đó là thực hành chánh pháp. Điều thứ ba đó là sự thật. Và điều thứ tư đó là trí tuệ. Hai lần học đi ngang qua, chúng ta đã học được phần này, học được cái phần thực hành chánh pháp. Chúng ta cũng đi vào cái hương vị ngọt ngào của đời sống chân thật. Hôm nay cái chủ đề chúng ta khai thác đó là chúng ta khai thác về trí tuệ. Và nguyên văn của câu này là nếp sống với trí tuệ là nếp sống tối thắng. Đây là cái câu được trích nguyên văn từ trong bài thi kệ Đức Thế Tôn nói trong Tiểu Bộ Kinh. Mình sẽ chia bài này ra là những phần như thế này. Phần thứ nhất, mình nói đến các cái nguồn trí tuệ. Phần thứ hai, chúng ta nói đến những cái căn bản để sinh khởi trí tuệ. Phần thứ ba, chúng ta nói đến sự phát triển. Phát triển trí tuệ. Phần thứ tư, chúng ta nói đến sống với trí tuệ. Và cái cuối cùng đó là hiến tặng trí tuệ cho người. Và sau cùng thì chúng ta có một cái phần kết luận cho bài học này. Đó là những phần mình gợi ý đi ngang qua để cho các vị ghi chép thì dễ. Cái này là một cái lớp học rất là nghiêm túc, ghi chép đàng hoàng chứ không phải nghe xong rồi quên. Dường như có một đôi lần mình có chia sẻ cùng các vị là trí tuệ nó là cái nguồn tài sản lớn của nhân loại. Và cái đóng góp của nó là nó vượt biên giới quốc gia. Nó không hề cố chấp trong một cái lĩnh vực, trong một dân tộc hay một cái chủ nghĩa nào cả. Đa phần khi người ta nâng đời sống trí tuệ lên cao thì con người đó mang cái tầm vóc của một con người hành tinh chứ không phải là con người của một quốc gia. Quà tặng của nó dường như nó không có đem đến cái sự tàn phá. Quà tặng của những cái lĩnh vực khác như lĩnh vực chính trị, quân sự vân vân, thì cái khả năng tàn phá của nó đối với hành tinh, đối với con người rất là lớn. Một cái ví dụ điển hình thế này. Chúng ta nhớ là một năm, vào năm 1934, khi mà Đảng Cộng sản Trung Quốc thành lập, lúc đó Mao Trạch Đông dẫn một cái đoàn quân 100.000 người làm cái cuộc vạn lý trường chinh, tức là bắt đầu từ cái vùng Quảng Tây, ông băng suối trèo đèo đến miền Bắc Trung Quốc. Cái thời gian nó trải dài như 4-5 năm gì tôi không có nhớ chính xác, nhưng mà từ con số 100.000 quân lên đến tận miền Bắc để làm một cái cuộc cách mạng và thống nhất đất nước Trung Quốc như hiện tại. Cái con số 100.000 quân ban đầu dẫn đi
qua cái cuộc vạn lý trường chinh nó tới chừng đến nơi thì còn chỉ 8.000 quân thôi. Cái khả năng chết chóc của nó rất là khủng khiếp, không thể lường được. Cho nên chưa có một cái đóng góp nào trong các lĩnh vực như kinh tế, chính trị, quân sự mà không tàn phá sinh mạng con người. Trong khi đó thì những cái đóng góp vào cái nguồn trí tuệ của những người phát minh trong các cái lĩnh vực khoa học, cái đóng góp nó vượt biên giới quốc gia. Ví dụ như 1347, mình nói chuyện linh tinh một chút, mình nói đến đầu tiên hai vấn đề trong các nguồn trí tuệ. Cái nguồn trí tuệ đầu đó là nguồn trí tuệ nhân gian. Nguồn trí tuệ thứ hai đó là trí tuệ trong đạo. Mình vừa chia sẻ cùng các vị là ở cái lĩnh vực cạn thôi, thì trí tuệ nhân gian nó là một loại bông hoa rất là hiếm quý. Nó mang đến cái quà tặng cho cuộc đời, đó là những cái phát minh của các cái công trình khoa học về nhiều lĩnh vực, như y học, như khoa học. Nó đều mang cái tầm vóc đóng góp cho con người và vượt biên giới quốc gia. Những cái thời chiến tranh lạnh, người ta gườm nhau, toan quỷ diệt nhau. Thế nhưng mà những nhà khoa học lỗi lạc, họ đều có cái khả năng là gần gũi, cộng thông, tiếp cận với nhau để chia sẻ những cái kinh nghiệm hiểu biết của họ. Do vậy, cho nên thưa các vị là dù ở nhân gian nhưng mà cái trí tuệ được đẩy đến một cái tầng cao nào đó thì con người, cái tâm thức nó rất là mênh mông, rất là rộng, không hề bó hẹp mình trong một cái phạm vi của đất nước, của một dân tộc, của một chủ nghĩa, của một tôn giáo gì cả, cơ chế chính trị nào cả. Đó là cái điều thứ nhất mình ghi nhận về điều này. Và mình trở lại một cái chuyện lịch sử nó xảy ra, đó là vào năm 1347 và 1349, 4 năm thôi, 51 chứ. Trong một cái thời gian rất ngắn như thế này, cái bệnh dịch nó lan tràn, nó tàn phá rất là khủng khiếp. Đầu tiên nó ở vùng Trung Á, sau nó lan qua đến cái vùng châu Âu, nó vượt Địa Trung Hải, nó đến những quốc gia châu Âu. Và người ta tổng kết là trong vòng chừng nó năm thôi, dân châu Âu chết mất 1/4 với số lượng là 25 triệu người. Và họ chết vì cái bệnh dịch hạch. Sau đó thì nó trở lại một lần trên thủ đô của nước Anh. Và năm 1665 thì tại London chết mất 100.000 người cũng cái bệnh này. Và cái nỗi kinh hoàng của dân châu Âu vào thời này rất là khủng khiếp đối với bệnh dịch hạch. Nó do chuột gây nên. Và sau đó không biết bao nhiêu năm thì những cái phát minh của khoa học, họ phát minh ra một cái loại vaccine để ngừa được cái bệnh dịch hạch. Và khi cái công trình này nó thành công rồi thì không những châu Âu họ được hưởng cái trí tuệ do những nhà phát minh, mà tất cả các thành phố lớn, tất cả những cái con người sinh sống trên cái mặt hành tinh này đều thừa hưởng cái công trình trí tuệ phát minh này. Đó là cái bằng chứng để tao thấy một điều là cái nguồn trí tuệ nhân gian khi nó có mặt, nó được đẩy đến một cái chiều cao. Tâm thức người ta đủ rộng, đủ mênh mông, mà nó có cái chất thương yêu, cái chất nhân bản nằm bên trong. Cho nên trí tuệ đầu tiên nó là một cái nguồn năng lượng cống hiến vô vụ lợi cho con người. Nó là một loại bông hoa, khi nở ra được rồi thì mọi người đều thừa hưởng được cái mùi hương của nó. Đó là điều thứ nhất chúng ta đi vào cái trí tuệ nhân gian. Hôm nay thiệt thòi cho cái dân quay phim quá. Thiệt thòi, có nghĩa là sau lưng mình không có cái gì khác, chỉ bức tường trắng mà thôi. Thợ quay mà giỏi á thì cái phim phía sau bức tường trắng họ có thể làm ra cái phong hay hơn, phải không? Còn nếu chưa làm được là dân giỏm, nếu chưa phải là dân thứ thiệt.
Nhưng bây giờ giỏi lắm anh thầy. Không nói đổ tệ ha. Khen một tiếng cho nhà chuyên nghiệp phòng nó mũi chút chứ thôi lâu nay buồn lòng quá. Ồ. Tự nhiên mình nổi bật. Thưa mình vừa chia sẻ cùng các vị là cái trí tuệ nhân gian nó là một cái sự đóng góp rất là lớn cho con người trên hành tinh này. Rồi mình chia sẻ về trí tuệ trong đạo Phật. Cái nguồn trí tuệ trong đạo nó có những cái điều rất là giống với trí tuệ nhân gian mà nó cũng có những cái điều rất là khác. Thế nào là giống và thế nào là khác? Giống là do vì cái con đường học thuật của đạo hay của nhân gian nó đều đi chung một sách như nhau. Tức là từ cái thu nhập kiến thức, thu nhập dữ kiện, học tập giống như nhau thôi. Không có cái quá trình của thời gian, của tích trữ, của học tập mà có thể thành tựu được trí tuệ trong đạo. Giản dị một điều đó là những cái từ ngữ trong đạo nếu mình không có thông thuộc, mình không nắm được, mình không đi vào kinh văn giỏi được. Những cái từ như là tương tức, tương nhập, tánh không, hay là cái từ gần nhất như là vô thường, vô ngã, niết bàn, vân vân, những cái từ ngữ Phật học mình phải nắm được cái khái niệm của nó. Và cái này không phải là mình nghe qua một lần mình nắm bắt được, đòi hỏi cái sự vận dụng, ghi nhớ, tư duy, quán chiếu ba điều văn tư tu, đó là cái nhu cầu tất nhiên trong đạo chúng ta phải đi ngang qua thôi. Ở mức độ cạn thì nó giống ở chỗ là nếu cái quá trình phát triển trí tuệ nhân gian đó là cái sự đông đầy khả năng hiểu biết của mình từng ngày, mỗi một ngày bỏ vào hồ tâm của mình một giọt, lâu dần tự nhiên nó đầy, thì trí tuệ trong đạo cũng đi con đường đó. Không thể tránh được con đường hữu học và vô học. Hữu học tức là cái quá trình của văn tư tu, tức là nghe, suy nghĩ, quán chiếu, hành trì, nó thành tựu được trí tuệ. Cạn là ngôn ngữ nè, chữ nghĩa nè, khái niệm nè, danh từ Phật học. Sau đó là những văn bản kinh từ thấp vào cao, mình cũng phải đem nó vào tâm thức mình, trở thành máu thịt của mình. Thì cái con đường nhân gian họ học hành thành đạt thế nào thì con đường trong đạo ở mức độ hữu học nó cũng đi như vậy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là khi kinh ngang qua, tức là đi ngang qua cái trình độ hữu học rồi đến cái giai đoạn vô học, có nghĩa là nó đã thành máu thịt của mình, thành hơi thở của mình, thành đời sống của mình. Lúc bây giờ thì anh thở ra đạo, anh nói ra đạo, anh bước đi biểu đạt được đạo, nó trở thành đời sống của chính anh. Đó là cái mức độ giống ở nhân gian. Người ta đi ngang qua cái tầng học hành, sau đó rồi người ta tổng kết lại những cái dữ kiện họ đã học, họ nhào nặn lại thành một cái loại bánh riêng của họ. Và cái loại bánh đó khi ra trình làng, tức là họ bảo vệ được cái luận án tiến sĩ của họ. Cái vấn đề của họ đã chiêm nghiệm nhuần nhuyễn, cho nên họ có thể chịu trách nhiệm về cái sáng chế của họ, cái phát minh của họ, và không ai có thể bẻ gãy được cái luận lý, cái thực nghiệm của họ cả, thì người đó được học vị tiến sĩ. Thì con đường đạo nó cũng đi ở mức độ giống là như vậy, đến trình độ vô học, có nghĩa là đạo lý đó đã nhập cốt, nó đã trở thành máu thịt của chính anh, thành hơi thở của anh. Điều đó nó rất là giống với con đường học thuật ở nhân gian để phát triển trí tuệ. Tuy nhiên có một điều nó khác, mình phân tích ra đây. Thế nào là khác? Cái khác thứ nhất đó là chứng nghiệm bằng tu tập quán chiếu. Ví dụ như mình học về giáo lý vô ngã, vô thường, thì không có nghĩa là anh tập trung những dữ kiện anh học thuộc lòng mà anh có thể thâm đạt được vô ngã và vô thường. Phải quán chiếu, phải tu tập rất là thâm sâu mới chứng nghiệm được điều này. Cái đó là cái khác biệt đầu tiên. Cái khác biệt thứ hai đó là cái người
đi trên con đường trí tuệ của đạo Phật thì họ làm được một điều, đó là giải trừ phiền não. Giáo lý đạo Phật có cái điều đặc biệt là cứ bước một bước đi vào cái sự tu học là một bước anh giải trừ được phiền não, làm cho lòng mình an lạc hơn. Mình học về giáo lý vô thường vô ngã, tối thiểu mình cũng được cái đức tính là vô quý cái đã, không sợ khó khăn, không sợ bệnh, không sợ chết. Đó là cái chứng nghiệm tự thân và giải trừ phiền não khi người tiến sâu trên con đường học Phật. Cái con đường trí tuệ nhân gian á, có thể người ta thành đạt được danh vị rất là lớn, thế nhưng mà đời sống của họ không thể giải trừ được những cái sầu bi khổ ưu não của tự tâm. Trong khi cái con đường phát triển trí tuệ đạo Phật thì cái điều tối thiểu khi đặt chân lên cái sự tu học thì mình phải làm được cái điều đó nơi chính mình, nghĩa là giải trừ được sầu bi khổ ưu não của tự thân, nắm được một cái phương pháp để làm thế nào dẹp hết tất cả những cái hạt giống buồn phiền dẫn tức nơi chính tự tâm. Cái khác biệt thứ hai trong giáo lý đạo Phật là như vậy. Là một người thành công trong nhân gian chưa chắc là anh hạnh phúc, do vì cái học đa phần đó là hướng ngoại. Dù có thành đạt trí tuệ lớn lắm thì anh cũng chất chứa rất là nhiều u uất từ bên trong. Có thể là người đó rất là giỏi về lĩnh vực kinh doanh, chính trị, học thuật hay là bất cứ lĩnh vực gì, thế nhưng mà đời sống bên trong của ảnh, gia đình của ảnh sẽ có những cái điều ảnh không có tự điều phục được. Nó có những cái bất an, những cái bất hạnh, những cái khổ đau dằn vật chính anh và dằn vật người thân của anh. Nhưng mà cái con đường phát triển trí tuệ trong đạo thì nó phải đi ngược lại, tức là càng đi sâu vào cái kho tàng trí tuệ đạo Phật thì cái điều phải thành đạt nơi chính tự thân, đó là giải trừ được những cái buồn phiền khổ đau nơi đời sống của chính mình, làm cho đời sống mình càng ngày càng nhẹ, càng chấp cánh bay cao. Đó là cái con đường trí tuệ của đạo Phật mà chúng ta càng đi thì cái hiệu quả của nó càng đến với chúng ta như vậy. Cái khác biệt thứ ba nữa là trí tuệ đạo Phật được phát triển trên cái nền tảng của từ bi. Đức Thế Tôn dùng một cái từ gọi là người phát triển tuệ mà không có bi gọi là càn tuệ, tức là trí tuệ rất là khô. Người phát triển được tuệ giác, tức là phát triển được chánh trí hiện tiền chứng quả A-la-hán mà không khởi được đại bi tâm độ sinh, thì Đức Thế Tôn gọi là những người ấy là những người càn tuệ, là tiêu nha bại chủng, làm đứt mất hạt giống chánh pháp của Như Lai. Cho nên cái căn bản phát triển trí tuệ đạo Phật phải có cái nền tảng từ bi đặt phía dưới, từ đó anh mới xây cái tòa lầu trí tuệ lên trên, thì cái trí tuệ ấy mới mang đến cái sự dâng hiến, mang đến cái quà tặng cho nhân gian. Bằng không á thì mình có thể chứng nghiệm được an lạc giải thoát hiện tiền, nhưng mà vẫn chưa viên mãn được Bồ Tát hạnh, chưa viên mãn được Phật quả. Đó là những nét khác biệt trong cái hướng các nguồn trí tuệ mà chúng ta chia sẻ nơi đây.